Chào mừng quý cô bác đã trở lại kênh Món Chay của Mẹ Quê. Hôm nay em vào bếp để làm há cảo chay nha. Há cảo mà có phần nhân bên trong mọng nước, nhân há cảo phải khô, còn mà nhân há cảo mà có nước á thì khó gói lắm phải không quý cô bác? Nhưng mà em sẽ chia sẻ cho quý cô bác một mẹo để gói phần nhân có nước vô cùng nhanh gọn và đơn giản. Quý cô bác xem nè, cái phần nhân há cảo còn sền sệt nước, rất là bắt mắt. Nếu quý cô bác thấy thích thì xin mời vào bếp cùng thực hiện với em món này nha. Ở đây em có 100g bột há cảo hương xưa, quý cô bác có thể mua đâu cũng được. Còn đây là phần nhân có nước mà em đã đông lạnh lại rồi nè. Bây giờ nó đã thành một viên đá. Khi gói thì nó sẽ rất là dễ, không có bị chảy nước. Nhưng mà khi hấp nóng lên á, thì cái phần nước này nó tan chảy ra, nó sẽ làm cho cái phần nhân sền sệt lại, rất là ngon. Phần nhân này thì quý cô bác có thể dùng các nguyên liệu tùy sở thích nha. Và bây giờ em đi làm phần nhân há cảo nha. Em dùng thịt bằm chay, khoai tây và cà rốt. Ba nguyên liệu này là 100g. Khoai tây, cà rốt cắt nhỏ và thịt bằm chay thì ngâm nước cho nó nở mềm là được. Em dùng một ít ngò rí để phi thơm, sau đó thì cho các nguyên liệu vào xào và nêm gia vị. Em sẽ nêm vào đây gồm đường, hạt nêm chay, dầu hào chay và nước mắm chay. Em sẽ nêm cái phần nhân này hơi cứng một chút, để khi ăn với bánh thì sẽ vừa ăn luôn và không cần nước chấm. Người miền Tây của em gọi là nêm hơi cứng, tức là mặn một chút xíu đó quý cô bác. Đảo đều phần nhân, sau đó cho vào một ít nước cho nó xâm xắp phần mặt như thế này. Sau đó thì tắt bếp. Trước khi tắt bếp thì cho vào một ít ngò cắt nhỏ và một chút tiêu xay cho nó thơm. Phần nhân như thế này là đã được rồi đó quý cô bác. Bây giờ em tắt bếp và cho vào cái khay đông đá. Đây là khay đá viên nè. Bây giờ em sẽ cho phần nhân vào trước, tiếp theo nữa là cho phần nước vào. Mỗi viên như vậy sẽ là một cái há cảo, nó có phần nhân và có cả phần nước nữa. Khi mà đông lạnh xong á, thì nó cứng lại, quý cô bác rất dễ dàng để gói. Và khi gói xong á, hấp nóng lên phần nước nó sẽ tan chảy ra, làm cho phần nhân há cảo có độ sệt rất ngon. Bây giờ em sẽ mang đi đông đá nha, cho vào ngăn đá khoảng 2 giờ là nó đông lại rồi. Để nhồi bột há cảo á, thì em chừa lại một ít bột để chút xíu em cán bánh. Cái phần bột này em sẽ cho vào đây một muỗng canh dầu ăn. Tiếp theo nữa là nước đun sôi. Nước này phải thật là sôi nha. Nó đang sôi trên nồi thì em múc xuống em trộn luôn á. Em sẽ cho nước sôi vào bột từ từ. 100g bột á, thì em dùng 40ml nước sôi. Bột nó dẻo dẻo như vậy là em dùng tay để nhồi. Quý cô bác cũng có thể để nguội một chút rồi nhồi cũng được, cho nó đừng có nóng tay. Nhồi bột đến khi nào mà nó dẻo như vậy nè thì cho ra bắt đầu cán bánh. Em sẽ phân chia bột ra thành những viên nhỏ, sau đó thì cán bánh nha. Em dùng một viên bột để cán bánh, còn những viên bột còn lại thì em dùng nắp đậy lại để nó không có bị khô bột. Cán thành một lớp bột mỏng, sau đó có thể dùng một cái ly tròn để mà chúng ta làm thành cái bánh tròn, hoặc là dùng cái chén nhỏ nhỏ chúng ta ấn lên. Em sẽ dùng cái chén nhỏ ấn lên như thế này sẽ được một lá há cảo. Như vậy, bây giờ cho phần nhân vào, gói lại nữa là xong rồi. Phần nhân đông đá xong rồi, gói rất dễ phải không quý cô bác? Do là đông đá cho nên để bên ngoài lâu thì nó sẽ bị chảy nước ra, cho nên em còn để trong tủ đông á. Em lấy có vài viên nhân ra để gói thôi. Khi nào gói xong á, thì em sẽ vô lấy thêm vài viên nữa. Xong một viên há cảo rồi nè. Bây giờ thì em tiếp tục gói nha. Và đây là phần há cảo mà em đã gói xong rồi. Bây giờ chuẩn bị một cái nồi nước sôi. Em sẽ đem há cảo đi hấp nha. Nước sôi rồi, em cho vào đây một ít dầu ăn, thoa đều. Để khi hấp há cảo thì nó sẽ không có bị dính khuôn. Bây giờ thì cho há cảo vào và bắt đầu hấp thôi. Em sẽ nấu ở lửa vừa và nấu khoảng 10 phút. Sau 10 phút thì há cảo cũng đã chín rồi nè quý cô bác. Phần nhân bên trong khi mà nấu nóng lên phần nước nó sẽ tan chảy ra, nhìn rất là mọng nước luôn á. Bây giờ thì gấp ra đĩa và thưởng thức thôi. Nếu phần nhân quý cô bác mà làm hơi lạc thì chúng ta có thể chấm với một ít nước tương thêm vài lát ớt. Còn có thể ăn cùng với tương ớt nữa. Còn nếu phần nhân vừa ăn rồi thì không cần chấm ạ. Em rất cảm ơn quý cô bác đã bỏ thời gian xem video của em nãy giờ nha. Video đã hết rồi, chúc quý cô bác luôn có những bữa chay thật là ngon miệng.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác ở video sau ạ. Quý cô bác hãy bấm đăng ký kênh để khi em đăng video mới thì quý cô bác mới thấy được ạ. Rất cảm ơn quý cô bác.